chào tất cả các bạn. Và các bạn đang có mặt tại xe đạp điện Việt Thanh 125 ô Chợ Dừa. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm rất là mới, đó là chiếc xe máy điện Vespa Neo Sima. Chiếc xe máy điện Vespa Neo Sima này có kiểu dáng rất là đẹp và có nguồn gốc là nhập khẩu. Và thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu rõ hơn về chiếc xe máy điện này. Thì chiếc xe máy điện Vespa Neo Sima này thì được trang bị động cơ có công suất động cơ là 1000W, sử dụng bình ắc quy là loại 60V 20A và giúp các bạn di chuyển ở quãng đường trên một lần sạc này là từ 80 cho đến 100 km. Và như các bạn nhìn thấy hình thức bên ngoài thì chiếc xe Vespa Neo Sima được trang bị phanh đĩa độ an toàn rất là cao. Ngoài ra xe được trang bị lốp là lốp không xăng và độ an toàn rất là cao và giúp các bạn di chuyển được tốt hơn. Và đây là toàn bộ hình dáng bên ngoài của chiếc xe này. À, mình sẽ giới thiệu cho bạn về phần đầu xe. Đây là cụm công tắc điều khiển bên trái và bên phải gồm đèn, và có đây là phần các công nút để khi mà mình sử dụng chiếc xe này. Đầu tiên cái nút màu đỏ ở dưới này là các bạn chuyển chế độ 1, 2, 3, tức là 3 chế độ chậm, trung bình và nhanh. Và đặc biệt là cái nút màu đỏ này nhé, khi các bạn ấn vào và các bạn ga, tức là số lùi của xe sẽ giúp bạn đi lùi. Ngoài ra có phần chân sạc giúp các bạn sạc điện thoại khi di chuyển trên đường. Chiếc xe máy điện là Vespa Neo Sima thì được trang bị bộ khóa chống trộm nhé, độ an toàn rất là cao. Và xe thì trang bị thêm một cốp nhỏ phía trước này rất là tiện cho các bạn mà để những cái đồ nhỏ. Và chiếc xe này thì thiết kế phần cốp xe rất lớn, giúp bạn để được nhiều đồ, túi sách, áo mưa, mũ bảo hiểm. Và đi kèm theo xe như các bạn nhìn thấy đây là sạc, gương, phần lót và sàn xe, dây nguồn của mình